Anna bất ngờ xuất hiện, giải vây cho Nếp khỏi vòng vây của những cô nàng xấu tính nhóm Ellie, khiến cho Nếp vô cùng cảm kích và ngưỡng mộ. Mâu thuẫn giữa nhóm Kim và Ellie tăng cao bởi những màn đấu khẩu căng thẳng ngay trong lớp học. Nhưng dường như nhóm của Ellie đang rất quyết tâm thực hiện một âm mưu xấu xa nhằm hạ gục nhóm của Kim. Liệu những cô nàng xấu tính đó đã đạt được mục đích? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo của Đường đua Idol thế hệ Z. Người ta nói mây tầng nào thì chơi với mây tầng đó. Vậy thì tôi cũng nói cho mấy cô nghe nè, cẩn thận ngôn từ của mình đó. Đứng lại! Đứng lại! Trời ơi! Ba này! Trời ơi! Nay còn đọc tiểu thuyết bách hợp ta, có hứng thú với tình yêu nữ nhỉ? Tôi tò mò thôi. Tôi muốn biết á, là hai người con gái thì có gì thu hút lẫn nhau được? Lỡ chỉ là tình bạn mà người ta nhầm lẫn thì sao? Bà không biết cái gì hết á. Giữa yêu thích một người và yêu quý một người là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, nó sao mà nhầm lẫn được? Còn tình cảm giữa người đồng giới thì sao ba? Lỡ có những người lần đầu thích người cùng giới còn bỡ ngỡ nên họ nhầm lẫn thì sao? Ủa, mà sao hôm nay bà thắc mắc sâu quá vậy nhở? Tôi hỏi giùm cho một người bạn á mà. À, thì ra là vậy. Theo tôi thì tình yêu đồng giới và tình yêu khác giới thì cũng không khác nhau là mấy đâu. Cùng nhờ những cảm xúc lãng mạn quan tâm đến nhau. Trong trường hợp của bà, nếu mà sợ nhầm lẫn thì thử đối chiếu xem những dấu hiệu này xem sao. Dấu hiệu gì vậy ba? Thứ nhất, khi mình thích một người, mình luôn muốn ở cạnh người đó. Bạn bà có không? Có. Thứ hai, khi đã ở cạnh người ta rồi, sẽ luôn có cảm giác xao xuyến, bồi hồi, luôn muốn quan tâm người ta, muốn làm người ta vui vẻ. Có không? Có luôn. Và cuối cùng, khi cuộc gặp kết thúc thì có cảm giác lâng lâng, nhớ lại những từng cử chỉ, hành động và lời nói của họ. Có không? Cả ngày luôn. Vậy là thích người ta rồi đó. Thì ra là về. Đứng lại! Đứng lại! Mày tìm bằng được nó cho tao. Nếp đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cho Nếp. Nếp! Úi trời đất ơi, sao rồi ba? Bà hôm nay bị làm sao ấy nhở? Cứ kỳ kỳ ấy. Tại tôi tưởng tượng ra cảnh đó, tôi bị quặn quẹo hết cả người à. Nhỏ này lạ lùng ghê. Thôi, không nói chuyện với bà nữa. Tôi đi mua đồ ăn vặt đây. Gì nữa đây? Ở đây á, không phải là chỗ để dàn cảnh đâu. Đừng có xới rối như lần trước, tôi không có để yên đâu đó. Bộ chỗ này của cô chắc. Tôi đâu có rảnh mà tối ngày đeo bám theo cô. Không có rảnh mà là dàn cảnh, muốn gây ấn tượng với người khác. Ai ngờ lại fail sắp mặt. Loser. Nè, lần đó chẳng qua là tụi bạn tôi bắt tôi làm thôi. Chứ cô đừng có ảo tưởng nha. Ok, vậy tránh xa tôi ra. Cao tay lên, dùng lực nhiều lên coi. Nhảy sai hết luôn rồi á, nhảy lại đi. Sao anh phiền quá vậy? Có giỏi á thì biểu diễn đi.
Thấy toàn nói không à. Nể tình cô cũng ham học hỏi. Tôi sẽ cho cô biết sự cách biệt giữa top 5 môn nhảy ở trường là như thế nào. Thế sao? Anh nhảy cũng được đó. Hay là để tôi nhảy thử một bài cho anh đánh giá nha. Cô nhảy đi. Cô nhảy cũng được đó. Vậy bây giờ tôi tự tập được rồi ha. Không có phiền thời gian quý báu của anh. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn anh vì đã góp ý. Vậy thôi tôi đi nha. Mà tôi có một lời khuyên nhỏ dành cho anh. Nếu muốn gây ấn tượng với con gái thì đừng khoe khoang nhiều quá khi chưa nắm rõ đối phương là người như thế nào. Anh nên đầu tư vào mấy chiêu tán gái của anh đi. Đừng có lúc nào cũng nghe theo lời bạn bè, chẳng ấn tượng gì hết. Bye. Anh Kim, sao anh lại ngồi đây một mình á? Vậy cô nói cho tôi biết lý do tại sao tôi phải ngồi đây hai mình đi. Tao có ghê á. Ai làm anh giận à? Mà không vui, tâm trạng không tốt thì đi chơi với tụi em đi. Dù cả anh Vinh nữa, bọn em biết cái pop này nghe nhạc ok lắm. Không có hứng, nếu mà đi thì tôi sẽ gọi. Thôi mà, đi với tụi em đi, uống vài ly thôi là anh hết bực dọc liền à. Mà ai làm anh giận vậy ta? Anh nói cho bọn em biết đi, có khi bọn em lại giúp được anh á. Đúng rồi đó, em sẽ bắt nó cúi đầu xin lỗi anh. À mà. Dạ. Mấy cô học chung với con nhỏ Kim đúng không? Vâng. À, mà con nhỏ ấy nó làm phiền anh ạ. À? Mấy cô học chung lớp với con nhỏ đó. Vậy có biết nó thích gì không? Sở thích, khuyết điểm, gì cũng được. Tại sao phải biết nhỉ? Anh cần biết về nó làm gì? Sao mà em biết được? Em chỉ biết á, con Kim đó là cái gai trong mắt em thôi nè. Chứ không phải là mấy cô ganh tị với người ta hả? Ai nói là ganh tị chứ? Ai mà đi ganh tị với con nhỏ nhà quê nghèo kiết xác đó? Không có ai chơi, phải đi bám lại cái lũ nhà quê đó. Sao anh phải quan tâm đến nó chứ? Cái con nhỏ sắc sược ấy, có gì mà anh phải bận tâm? Ai nói với cô là tôi quan tâm tới con nhỏ đó? Cô bớt nói xàm đi. Em nói cho anh biết, anh đừng có liên quan đến nó. Đúng rồi đó, anh nhìn lũ bạn của nó mà xem. Một lũ ô hợp, quê mùa, nghèo kiết xác. Người ta nói mây tầng nào thì chơi với mây tầng đó. Vậy thì tôi cũng nói cho mấy cô nghe nè. Cẩn thận ngôn từ của mình đó. Con gái con lứa gì mà miệng mồm độc địa quá vậy hả? Nói thế vẫn còn nhẹ với tụi nó ấy. Nhất là con Kim. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Cái hạng của nó đã không có tiền nên mới phải đi chơi với những cái đám chân đất ấy, lân la rồi bám vào anh, lợi dụng anh á. Chứ không phải mấy cô mới là người ganh tị rồi muốn hạ bệ người ta cho bằng được à? Anh nói sao? Thì nghe đồn là hồi đầu năm có người thách đấu với cô Kim, xong rồi đại bại với tay cổ. À, mà ai thì chắc mọi người cũng biết. Thời gian rảnh rỗi á thì nên tập luyện nhiều hơn nha.
đừng có phí thời gian để mà đi khổ nghiệp nữa. Không có tốt đâu. Bye. Tức gì chứ? Ê dạ. Ê, đau quá, ê, cái bụng tôi. Bạn bị sao vậy? Ôi, cái bụng tôi đau quá. Chắc là cái bệnh nó dạ dày nó tái phát nữa rồi. Lấy dạ dày là nghiêm trọng lắm á. Thôi, bạn lên phòng y tế nghỉ đi. Không được đâu, tại tôi đang trực nhật mà. Với lại, còn thằng trực chung với tôi nữa, tôi bỏ đi vậy coi sao được. Ây da. Thôi, để tôi làm cho. Thiệt vậy hả? Bà tốt bụng quá à. Có gì đâu, bạn lên phòng y tế nghỉ đi. À, vậy cảm ơn Mira nha, tôi đi trước nha. Ây da. Ủa, Mira? Hả? Thằng Hậu trực nhật với tôi đâu rồi? Ừ, bạn bị lấy dạ dày á, nên tôi kêu bạn lên phòng y tế nghỉ rồi. Cái gì? Đâu dạ dày hả? Ừ. Trời, sao bà ngây thơ quá vậy? Thằng nó khỏe như con trâu vậy á. Nóc một ca xích, cái dạ dày của nó còn chưa lét được nữa. Bà đúng là khờ thiệt luôn á. Ủa, vậy là ông mới xạo hả? Chưa gì nữa. Chắc là để về coi đá banh cho kịp giờ rồi. Mà thôi, bà lỡ nhận rồi thì làm đi. Bà lau nhà tôi đi đổ rác á. Ồ. Làm cái gì mà lủi thủi chật nhịch của mình vậy? Ừ, có bạn kia đi đổ rác rồi. Mà bữa nay cũng không phải phiên trực của em nữa. Tại có một bạn nhờ em, bạn nói bạn bị bệnh á. Mà bạn nói xạo. Rồi giờ bạn nói rồi. Chắc là lên phòng y tế rồi á. Chắc là đi luôn rồi đó, em khờ thiệt chứ. Ai cũng nói em vậy hết á. Nhưng mà dễ thương. Thôi được rồi, cầm này đi. Cầm đi. Dạ, em cảm ơn. Cái đó là Kirin Latte Coffee and Caramel. Anh mới mua á, hơi bị ngon luôn á nha. Còn cái này thì thôi, để anh chụp giùm cho. À quên, anh là Ken. Nãy anh đi qua đây thấy em lủi thủi chật nhật mình, cho nên là thấy thương rồi định qua phụ thôi. Em tên gì? À, em tên là Mirai. Thôi được rồi, ngồi uống đi anh làm cho. À, quên nữa. Một xíu á, lúc mà về không biết là anh có thể mời Mirai đi ăn được không? Dạ được. Thôi ngồi uống nước đi. Nãy mày đi đâu với ai vậy? Chị ba, đi ai đi đâu kệ tao. À, nghe đồn mới áp dụng chiêu của tao tán thằng Kim đúng không? Ai nói mày? Cần gì ai nói, chỉ cần cái tư duy thông minh của tao thôi là đủ hiểu rồi. Sao? Mặt buồn buồn vậy là thất bại nữa đúng không? Nhìn cái mặt mày á, tao biết mày hiểu, nhưng mà chưa có đủ. Chân thành là một, nhưng mà con gái không bao giờ nó thích những cái kiểu sổ sàng như mày đâu. Phải từ từ. Từng bước một, chậm mà chắc. Nè, tao không có rảnh mà đi kèm cặp con nhỏ đó. Chỉ chẳng qua là tao đi cà khịa nó thôi. Cà khịa mà sao mặc quả hả bạn? Tao nói với mày á, với cái kỹ năng của mày như này không bao giờ tán đường Kim đâu. Mày á, bớt sỏi đời đi nha. Mày cũng đâu có hơn gì tao. Không hơn gì mày, nhưng mà thành tích của tao thì có thể chứng minh được điều đó. Hay lắm. Giỏi thì show ra cho bố mày coi hộ cái. Thật ra cũng không muốn giấu anh em. Đối tượng mới. Và tao sẽ tán nó trong 3 nốt nhạc. Đúng 3 nốt nhạc chứ không phải 300 bài hát như mày đâu. Cố lên.